回来乐透半天，大地半天，开心顷刻直送，回头便知，随便说话快乐笑笑，踏进家里一秒开始，能回家就让心花开遍，在你两边，愿你每天家中那些温暖，从来都不断，全力去做你被完全，任你出发好每一天。Nè, cậu Hào, làm ơn lên được rồi. Được. Nè, mùa Noel thiệt là rất nhiều đơn. Ăn cơm nhanh giùm nha, ok. Ok. Ê, hey, có đồ ăn rồi. Wow. Nó phải gọi món này. Đi. Wow. Ngon quá vậy. Khoan đã. Sao lại lên hết món đắt tiền vậy? Là tôi mời đó. Đại tiểu thư. Mọi người hãy tự nhiên ăn thử rồi cho ý kiến. Là gì? Là tôi phụ trách nhà hàng Tân William mới của Tiếp Long. Thứ bảy này sẽ chính thức khai trương. Vì để được nổi bật, chúng tôi quyết định ra mắt một bữa buffet ăn hào nhoáng và thoải mái. Đây là một trong những món ăn của chúng tôi. Xin cho chút ý kiến. Thì ra là vậy. Vậy chúng tôi không khách sáo đâu nghe. Cấp độ của 6 sao luôn. Có câu nói này của cô là được rồi. Tổng tổng giám à, thức ăn cao cấp như vậy chắc là thu phí cao lắm mà. Vì muốn được nổi trội, chúng tôi chỉ thu 400 một người thôi. Rẻ vậy? Nếu vậy những đồ ăn ngon chắc ăn một lượt là hết rồi còn gì. Vậy nếu đi trễ chắc là lỗ lắm. Trọng điểm của chúng tôi lần này là được ăn vô hạn. Chỉ mong mỗi một khách hàng đều ôm bụng mà về. À quý à, nếu đã làm quảng cáo á, vậy chúng tôi có phải là tầm bảo đồ các anh đã đi dành cho các anh từ sớm rồi. Tân Quy Liên Cát nhất định sẽ sôi động trong giới ẩm thực đó. Vậy thì phải nhờ cô rồi, vô bao tử. Tôi không sợ bạn ăn nhiều, không sợ bạn ăn hết. Tân Quy Liên Cát ẩm thực 6 sao, thức ăn cung ứng luôn luôn không ngừng. Kể cả vua bao tử như tôi cũng đầu hàng rồi, tôi không khách sáo đâu nha. Có làm không vậy, không được ăn gì hết hả? Phải đó, để hết nhanh vậy sao? Đợi lâu vậy mà cũng không có đồ ăn. Mọi người hãy bình tĩnh đã. Buffet vừa mới mở 15 phút thôi mà, chưa gì đã hết là sao? Không thể nào, đi dò xem thử. Không phải chứ. Cô à, hết đồ ăn rồi hả? Bên này cũng soi gương rồi, hết đồ ăn luôn rồi. Sao nói là cung ứng vô hạn mà. Quá, lại một dĩa nữa, lợi hại đã quá. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đại tiểu thư, xảy ra chuyện gì vậy? Chúng tôi bị người khác kiếm chuyện. Quá, nè, người này cũng ăn mạnh quá. Phải đó. Không phải chứ, cái lưng của tên này nhìn quen quen vậy. Nữa đi. Thật xin lỗi, nhà bếp chúng tôi nấu không kịp. Quảng cáo của các anh nói là thức ăn cung ứng không ngừng mà, thì ra là nói xạo thôi. Ông Tổng nói về câu đi. Trời ơi, sao tồi tệ vậy? Ê, ông Lôi. Ông đến chứ hả, ông Lôi? Ê, đáng lẽ tôi đến ủng hộ, chưa gì đã hết sạch đồ ăn rồi. Các người làm ăn kiểu gì vậy? Người đó là do ông phải đến à? Ông Tổng ơi, ở đây có rất nhiều phóng viên đó, không có chứng cứ thì đừng nên nói bậy nha. Thật ra các người mở cửa làm ăn, người nào có tiền thì người đó đi vào thôi. Hả? Đương nhiên rồi. Kim Gia Lạc. Honey, lâu quá không gặp. Nè. Vậy mà nói thức ăn cung ứng không ngừng, ngồi từ sáng đến tối cũng không được ăn. Ông chủ của tôi đã mua vé ăn liên tục một tuần 7 ngày. Nhưng mà không có lần nào ông ấy có thể ăn được món chủ ghi ở trên vé. Tôi có lý do để tin rằng Long Cảm Quy đã vi phạm điều lệ thuyết minh hàng quả. Chúng tôi sẽ giữ lại quyền lợi truy cứu. Nhà hàng buffet của Lôi Công tôi thì khác hẳn. Thức ăn mới là cung ứng không ngừng đó. Lần này rõ ràng Lôi Công phái tên Kim Gia Lạc đến để phá sơn rồi còn gì, đúng không? Ôi nè, thì ra Kim Gia Lạc đó sau khi đi Nhật khiêu chiến, rồi ở châu Âu thắng được vua dạ dày của cấp thế giới đó nha.
Tôi nghĩ chắc là Lôi Công nhắm trúng vào điểm này, cho nên mới tìm hắn đến đối phó chúng ta đó. Còn sẵn tiện ăn ké, rồi tuyên truyền cho nhà hàng của mình luôn nữa. Bỉ ổi mà. Cả Lôi Công mà hắn cũng giúp nữa, cái tên này đáng chết thiệt mà. Ai, khổ nhất là bây giờ hắn cũng chưa chết, mà Tân Quy Liên Cát chết trước. Bây giờ tối nào hắn cũng lên đó kiếm chuyện, họ làm sao mà kinh doanh được nữa. Vậy Tân Quy Liên Cát chưa khai trương thì đã bị dẹp rồi hả? Mọi người đừng có khùng, chỉ nghe tên thôi. Biết được Daddy và người đàn bà trung niên đó làm sao dễ dàng để cho nhà hàng đó dẹp được. Alo, đại tiểu thư. Ông Lâm lớn muốn gặp tôi hả? Hả? Bảo tôi đi qua bên Lôi Công phá sân. Hết cách khác rồi sao? Ban đầu chúng tôi định cho Kim Gia Lạc vào danh sách đen, không để hắn tới. Nhưng làm vậy, ba sẽ lo lắng bị Lôi Công bắt được điểm yếu, đi bôi xấu chúng tôi khắp nơi. Bây giờ chúng ta bị ổng phá mỗi ngày, lỗ tiền không nói. Căn bản là thực phẩm về không kịp, khách hàng phàn nàn cả cơm chiên cũng không được ăn. Lôi Công quá xấu tới nỗi, còn mấy chuyện này nói lên tin tức, Tân Quy Liên Cát sẽ mau bị đánh gục thôi. Nên là tôi quyết định, cố đi nhà hàng của Lôi Công, ăn hết đồ của hắn. Nhưng mà tôi lâu rồi không có ăn nhiều rồi. Thêm vào cuối năm á, tầm bảo đồ cho tôi thì là có rất nhiều việc bận. Tôi đi xuống làm việc trước nha, xin lỗi ha. Cả Bách Phi, bây giờ là thời điểm quan trọng. Tất cả việc của cô tôi sẽ giao cho Nhược Thủy làm. Nhưng bây giờ chúng tôi cần bao tử của cô để đánh bại Lôi Công. Thank you. Lôi Công ta. Thank you. Nữa đi. Chà, không ngờ chị David mạnh thiệt, vừa ra thôi đã đến bại toàn sảnh rồi. Nhưng nhìn mặt chị David không hưởng thụ chút nào. Tất nhiên rồi, cổ đang dùng bao tử để giúp công ty mà. David dùng bao tử của cổ, con thì dùng 10 ngón tay làm hết việc của cổ luôn đi nè. Rốt cuộc phải đấu đến khi nào đây? Ít nhất cho đến khi một trong hai đóng cửa hoặc là một trong hai người gục ngã cuộc thi này mới có thể dừng lại. Kinh khủng vậy sao? Vừa dạ dày, Cao Bách Phi của giới ăn vặt đã liên tục 7 ngày ở Lôi Công Cát cuồng ăn rồi. Lượng ăn của cô ấy một ngày mạnh hơn một ngày. Phong thái của ấy như là muốn ăn hết thiên hạ. Lượng ăn của cô ấy có thể sánh được với vua dạ dày cấp thế giới Kim Gia Lạc rồi. Tình trạng không ai thua kém ai. Quản lý, là phiền ông lên nữa đi. Lên nữa kìa. Không có, không phải chứ. Vừa ăn có nửa tiếng là hết đồ ăn rồi. Có phải không vậy? Vậy mà nói Lôi Công các thức ăn cung ứng không ngừng. Rõ ràng là lừa đảo mà. Tôi tìm người đến phá sân kiểu này là muốn trả thù Lôi Công đúng không? Không phải, thật sự tôi đến để ăn mà. Nè cô phóng viên à, ăn nói phải cẩn thận một chút nghe chưa. Lần này cô Cao đến đây là tính chất cá nhân mà thôi, không liên quan đến chúng tôi đâu. Nhưng mà Lôi Công thì đã vi phạm điều lệ thuyết minh hàng hóa, tôi có thể miễn phí truy cứu giúp cho cô Cao. Tóm lại chỗ này không có đồ ăn thì tôi phải phàn nàn. Trả tiền đi. Trả tiền. Tình trạng ở đây tên bất hợp quản. Chúng tôi chỉ đến kênh đây thôi. Còn lại các bạn tiếp tục tìm hiểu nha. Ê, con Hao, Lê Phi, Phương ăn A, Phương lớn nha. À, được. Baby à, tối nay em cũng qua sân của Lôi Công phá tới bao tử sắp bể luôn rồi. Mới sáng sớm em đã ăn nữa. Trời ơi, thì em phải tăng đô bao tử của em đó. Tập thêm thể dục, rồi uống trà giảm cân của chú Căng. Như vậy mới có thể tăng tốc tiêu hóa, mới có thể đến chỗ Lôi Công cuồng ăn thôi. Em ăn vậy anh sợ là bao tử của em chịu không nổi đó. Vì ủng hộ đại tiểu thư, chịu được lúc nào thì hay lúc đó. Cảm ơn Phi, cô thật là khiến tôi quá thất vọng. Hả? Baby của tôi giúp cô vậy mà cô lại nói vậy là sao? Hay là bây giờ chúng ta đi xem kết quả cuộc thi đi. Thành tích 10 ngày nay là 2 thắng 5 đều, 3 thua. Chúng tôi thua rồi. Nhưng mà tôi đã tận hết sức mình rồi. Cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô. Hả? Đại tiểu thư đã sắp xếp thợ massage Nhật Bản và bác sĩ đường ruột Thụy Sĩ cho cô, giúp cô thả lỏng thần kinh và thông ruột sạch sẽ, giúp cho cô dạ dày khỏe mạnh, có vô có ra, ăn được thoải mái. Hả? Còn cái đai này, đai nịch bụng hồng ngoại thu chặt bao tử. Hả? Là cái gì vậy? Cách dùng cực kỳ đơn giản, chỉ cần trước 3 tiếng đồng hồ ăn đồ, cột chặt eo lại, thu chặt bao tử. Được không? Được. Đến khi ăn đồ, tháo bỏ nó ra. Đến lúc đó, bao tử giãn ra, lượng ăn sẽ được tăng đôi. Đai nịch bụng hồng ngoại thu chặt bao tử thần kỳ. Tiểu thư không tháo được. Nha, tôi mở lại cho cô. Thả lỏng. Không thở được. Hết sọc. 1, 2. Đồ mới là vậy đó. Đồ dùng công nghệ cao này, dùng dần dần sẽ quen thôi.
Vì vậy là thu mua tính mạng rồi. Từ chức không có làm nữa. Bye bye. Hai người khoan manh động đi. David, bây giờ việc cô làm là một nhiệm vụ rất thần thánh của Tiếp Long. Nếu cô thắng rồi, mọi người cuối năm được hoa hồng. Cô biết không, việc cô đang làm là tôi và anh Huy cũng không làm được. Cô cũng biết là ba tôi mới phục quốc, chẳng lẽ cô nhẫn tâm nhìn thấy ông ấy thêm một lần bị người ta công kích sao? Hả? Được thôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Gần đây trong giới người giàu, Long Cảm Quy và Suya Lôi Công đang tiến hành một trận tranh giành cấu xé. Cuộc chiến vua Phạm Ăn phá sân, đôi bên họ đều phái người của họ đến qua nhà hàng của đối phương Cuộc Ăn, đã đánh mất hết cả lý trí chỉ vì đêm nay kho thanh lý, mục đích để thắng trận này. Được, để xem tình trạng tối nay thế nào nha. Xưng hô bằng hành động đen của ẩm thực, vua Phạm Ăn bậc thế giới Kim Gia Lạc quả thực lợi hại. Anh ta đã càn quét hết khu salad của Tân Quy Liên Cát, khu hào, khu sushi, kể cả khu đội chính cũng đã sụp sàn. Bây giờ anh đã đến khu chè rồi, thật là kinh khủng lắm. Cảm ơn cô nha, hạnh mỹ bên đây, vua Phạm Ăn nổi tiếng cao bách phi, tình trạng cũng không thua kém. Cô ta đang tấn công vào khu chè rồi. Nhìn miếng bánh kem cô ta ăn một miếng to đùng cái kia, như là bỏ vào một hố không đáy vậy đó. Có vẻ nhà bếp hôm nay phải thanh lý rồi. Lôi Công Cát, ăn đi. Ui, ơi nè nè. Baby, baby ở đâu vậy? Baby à, em có biết không, tối hôm qua em tới chỗ Lôi Công phá sân, ăn hết đồ của người ta. Em mới lên xe của đại tiểu thư là không ngừng ói tới khi xỉu luôn đó. Nên tụi anh mới dẫn em vào bệnh viện đó. Em sao rồi hả? Cũng tốt, ói ở trên xe phóng viên không nhìn thấy. Vậy kết quả sao rồi? Có thắng được Gia Lạc không? Trời ơi baby à, bao tử của em cũng bị hư hết rồi, còn nghĩ những chuyện này nữa có phải hay không vậy? Nhưng mà em đã hứa với đại tiểu thư rồi, em có thắng hay không hả? Lát nữa phải làm một ca mổ bao tử cho bệnh nhân phòng số 6. Cô đi chuẩn bị đi. Dạ biết. Baby à, phòng này của em là số 6 đó. Vậy thì sao? Không lẽ đại tiểu thư muốn em làm phẫu thuật chèn bao tử? Em không muốn đâu, cứu em với. Chạy mau đi, chạy mau, chạy. Đi. Nhanh lên, anh cõng em. Ok. Chạy. Cẩn thận đó. Hai người quấn nhau một cục muốn đi đâu đây? Cô đúng là không có lương tâm mà. Baby của tôi sẽ không đi đấu cho cô nữa đâu, càng không làm phẫu thuật chèn bao tử gì nữa. Tha cho tôi đi đại tiểu thư. Nói gì vậy? Ai biểu cô đi làm những phẫu thuật bất nhân đạo này chứ? Vừa rồi tôi nghe bác sĩ nói là lát nữa làm phẫu thuật chèn bao tử cho bệnh nhân phòng số 6 đó. Baby của tôi đang ở phòng số 6, cô còn gì để chối nữa hả? Tôi muốn nói với anh, baby của anh ở phòng số 16 là tự anh bị mắc lé. Nhìn kỹ đi. Số 16 hả? Chúng tôi đến thông báo chuyện phá sân đã xong rồi. Thiệt sao? Sao lại như vậy? Sáng nay Lôi Công đã đến tìm tôi và ba. Đấu tranh kiểu này vừa lỗ tiền vừa lãng phí thức ăn. Khổ nhất là khách hàng qua bên đại trận hết. Như vậy không đáng đâu. Vậy giờ muốn sao đi? Dù gì cũng là xui gia, hay là ngừng chiến đi chịu không? Ông chịu sao? Ông Lôi đã quyết định bắt tay làm quỳ. Sau này chúng tôi nước sông không phạm nước giếng nữa. Ê, xui gia. Nên sau này cô khỏi cần đi phá sân nữa. Đúng là tốt quá baby. Nhưng mà các cô mất hết khách hàng, sau này Tân Quy Liên Cát làm ăn thế nào đây? Yên tâm đi, anh Quy ở Nhật Bản đã thầu một con number one về. Chúng tôi dự định mang con cá tuna này để ở giữa sảnh quầy cho khách ăn thoải mái. Cách tốt luôn nha. Sao lần này dùng giá cao đi thầu con number one từ Nhật Bản về vậy? Có thể mời được các nhà ẩm thực nổi tiếng đến Tân Quy Liên Cát của chúng tôi là vinh hạnh của chúng tôi. Hay là mọi người chụp chung tấm hình đi. Được. Đồ ăn rất là ngon. Ông Long Lớn. Xin chào. Mọi người tự nhiên, tôi xin phép. Ông Long Lớn, lần này chúng tôi dùng giá cao đi thầu con 51 về, còn tìm đến rất nhiều ký giả giảm thực nổi tiếng, nhất định có thể làm tốt Tân Quy Liên Cát. Được thì tốt rồi, đừng có làm hỏng nữa đó. Yên tâm đi ba, đâu còn ai đến phá sân nữa đâu. Phải đó, mọi người từ từ nói, tôi đợi ăn con 51 đây, xem nó lợi hại cỡ nào. Wow, trời, hôm nay nhộn nhịp ghê ha. Ủa, Lôi Công tới đây ăn hả? Hay là tới phá hoại vậy? Tôi đến đây ủng hộ mà. Hay là chụp thêm tấm hình đi. Các bạn ký giả, hay là tôi dẫn các bạn tham quan bên này nghe. Đã hứa ngừng chiến rồi mà.
Tôi nghe nói con number one này ngon lắm, nên là dẫn theo một người tới ủng hộ đó. Tuyên truyền của các người là được ăn vô hạn, tức là ăn uống miễn phí rồi, không phải muốn nuốt lời đó chứ. Anh ăn mạnh như vậy, nhớ là đừng ăn hết cả con nha, để dành lại cho người khác ăn biết không? Tôi sẽ cố gắng. Lôi Công ông thiệt là bỉ ổi, vừa quay đầu lại tới tập kích rồi. Sợ thì đóng cửa đi, nhớ là đợi ký giả và nhà ẩm thực đi hết rồi mới làm nha, có biết không? Kẻ xấu đó là tới phá hoại rồi. Vậy làm sao đây? Hay là mình cất câu cá đi, mỗi bàn chỉ để một dĩa thôi. Nhiều ký giả đây lắm, làm vậy thì mình mất uy tín hết. Cất vào thì mất uy tín, để ở đây thì bị tên kim do lạc đó ăn hết, khách hàng không ăn được. Lần này thiệt là tiếng lui đều không xong. Tóm lại hãy xử lý, đừng có làm mất mặt ba đó. Dạ biết. Các vị, một lát đúng 6 giờ sư phụ sẽ mang con cá number one này chia cho mọi người thưởng thức, ai cũng có phần hết, không thiếu một ai hết. Sư vui lòng chờ, vui lòng đợi. Cảm ơn. Một lát nữa cậu ăn hết con cá đó trong phút chốc, tôi muốn mọi người ở đây không ai được ăn. Thực ra tôi hứa với ông làm chủ quản bộ ẩm thực không phải là muốn mỗi ngày tới phá sân, tới cuồng ăn đâu. Cậu nhận tiền của tôi thì phải nghe lời tôi chứ. Anh đừng có quên, anh đã ký hợp đồng với ông Lôi rồi đó. Tôi đi vệ sinh cái đã. Anh Kim, anh dừng tay đi. Lôi Công dùng bao nhiêu tiền mời anh, tôi ra gấp đôi. Xin lỗi nha, dù cô nói gì đi chăng nữa, con cá đó tôi ăn chắc. Chuẩn bị xong chưa? Sáu giờ rồi, để mọi người đợi lâu rồi. Number one mà các bạn đã ngóng chờ từ lâu. Chết rồi, con cá tiêu rồi. Tiêu rồi. Wow, con number one này thật là tươi quá, vô miệng tan ngay. Và những thức ăn khác đều là đẳng cấp Tân Quy Liên Cát, quả là rất đáng cho mọi người tới. Phải đó. Cậu bị nhầm lẫn không vậy? Khoan chụp. Tôi bảo cậu ăn hết con number one đó, cậu chạy đi quảng cáo cho người ta. Ông Lôi, tôi quyết định rồi, tôi sẽ không làm những chuyện thất đức này cho ông nữa. Chia sẻ thức ăn mới là đạo của ăn uống, tôi không làm nữa. Anh chờ nhận thư của luật sư đi, nhất định tôi phải tố tên phá sản. Không nhờ tôi, cậu phải đi ăn mày đó. Nhất định anh ấy khỏi phải ăn mày. Bởi vì anh ấy đã là nhân viên của Tiếp Long chúng tôi, mã số 2021. Hoan nghênh anh gia nhập tập đoàn Tiếp Long. Cảm ơn đại tiểu thư. Chụp hình đi. Cười lên nha. Đừng chụp, không được chụp. Tám Phượng à. Chào xin chào. Rồi, đợi chút nha. Tối qua con number one đó, vì tôi đó còn lửa qua trong miệng nữa nè. Nghĩ lại thôi cũng đã thấy sướng rồi. Bình thường thôi mà, tại các người ít ăn đó. Quan trọng là các nhà ẩm thực đó đều đánh giá tốt. Ông Long lớn lần này quay phong rồi đó nghe. Chuyện thú vị nhất là tên Kim Gia Lạc đó phản lại Lôi Công, sau đó gia nhập vào Tiếp Long của chúng ta. Đây mới là điểm sáng của cả đêm đó. Phải rồi baby, tối hôm qua em đi xong toilet là yên hơi rồi. Có phải em đã biết được chuyện gì không? Mau nói đi. Thật ra Gia Lạc có nỗi khổ mình biết thôi. Gia Lạc, anh có thể nghe tôi nói vài câu không? Nè, tối nay á, anh ăn một con number one bên tôi ha. Ngày mai á, tôi sẽ ăn một con bên anh. Như vậy á, chuyện sẽ không bao giờ xong. Trước đó chúng ta không ngừng khiêu chiến vua Phạm Ăn, ngoài ra muốn khiêu chiến lượng ăn của mình. Thật ra mình cũng muốn hưởng thụ ẩm thực mà, tại sao chúng ta phải mang việc ăn trở thành sự giày vò chứ? Thật ra sau khi tôi khiêu chiến bậc thế giới rồi, bao tử của tôi đã chịu không nổi, nên tôi mới nhận lời của Lôi Công gia nhập vào chủ quản ẩm thực nhà hàng ông ta.
Tôi không ngờ việc đầu tiên của tôi là đi phá sân. Thật ra tôi cũng không muốn đấu đâu, tôi cũng rất muốn ổn định. Nhưng tôi đã ký hợp đồng, tôi không còn lựa chọn nữa. Anh Kim, nếu tôi mời anh gia nhập vào đội chúng tôi, anh thấy sao hả? Hợp đồng của Lôi Công chúng tôi sẽ xử lý cho anh. Vì vậy đại tiểu thư Bảo Khi Si giải quyết vấn đề hợp đồng của anh ấy và Lôi Công thành công, nhảy qua Tiếp Long làm việc rồi. Nhưng mà anh ấy làm chức gì tôi không biết, cô có biết không? Tốt nhất là phải đi cấp nhĩ tầng, đừng có ở đây chứ. Phải rồi. Đồ ăn tới rồi. Phần ăn ai này quá là khác hẳn hoàn toàn. Phong phú quá ha. Quá, nhìn vào ngon quá vậy. Nè chú Giai, chỗ này ít người, kể chúng tôi nghe có phải ra từ tay chú không? Không giống nha. Bộ tôi làm dở lắm sao? Nhưng mà vậy, hôm nay vừa đến bộ đầu bếp mới là cô ấy làm đó. Đầu bếp mới. Chào mọi người. Là anh. Là anh hả? Xin được chỉ giáo. Bộ, anh qua cà phê mới từ đầu làm sao? Hơi hạ thấp bản thân mình rồi. Bà trung niên đó đúng là biết tính toán ghê. Không phải vậy đâu. Đại tiểu thư cho tôi tùy tiện chọn một chức vụ ở bộ ẩm thực, nhưng mà tôi muốn tìm hiểu về Tiếp Long nhiều hơn, cho nên tôi đã tự đề nghị tới đây học hỏi chú Dài đó. Đúng lúc bộ hàm đòi nghỉ phép, tôi có thêm một trợ thủ như vậy quá tuyệt vời rồi, còn cái gì nữa. Đừng nói nhiều nữa, bao ra món còn lại luôn đi. Nhanh lên. Thank you. Này này, sau này có Kim Gia Lạc ở đây, tụi mình có lộc ăn rồi. Nhắc tới thấy bực mình mới đúng đó. Ôi đừng có giận mà. Nhìn không ra con người của anh dối lòng thiệt. Đồ ăn anh ấy nấu anh ăn hết rồi.